Vâng, đảo Phong Thủy LNG xin chào quý vị, các anh chị, cô chú ạ. Thì video ngày hôm nay của chúng ta nói về cái dòng đá Tourmaline, một cái dòng đá mà như quý vị biết là nó có rất là nhiều màu sắc và độ cứng cũng là tương đối hữu vị ha, để chúng ta có thể là lên trang sức. Thì video ngày hôm nay là chúng ta có những cái thành phẩm vừa ra lò, nó thành ra là LNG sẽ làm video về Tourmaline của ngày hôm nay. Thì nói sơ bộ về Tourmaline thì hôm nay ở cái video chúng ta sẽ có những cái viên đá thô và những cái hàng thành phẩm để cho quý anh chị mà chúng ta mới tìm hiểu đến đá hoặc là mới có niềm đam mê với đá, và những anh chị mà chúng ta chưa biết gì về đá, thì chúng ta sẽ hiểu rằng là ở thế giới này nó còn có rất là nhiều điều thú vị. Những cái viên đá nó có nhiều màu sắc và nó có độ trong, như trước đây chúng ta chưa biết đến thì chúng ta cứ nghĩ rằng là làm gì có những cái viên đá như thế. Chúng tôi chỉ thấy là đá bi, đá núi, đá xây nhà, xây cửa nha quý vị ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp xúc với những cái dòng đá đá quý nhóm 1 và đá quý nhóm 2. Thì Tourmaline nằm ở trong cái vị trí là đá quý nhóm 2 ha quý vị ha, với rất là nhiều màu sắc và có cả độ trong giống như là kính luôn. Thì video ngày hôm nay chúng ta lên hai cái tượng, hai cái tượng ngài Ajida. Về tượng thì như quý vị thấy thì trước mắt chúng ta đang có hai cái tượng đúng không ạ? Và đây nữa là hai cái tượng nữa, hai cái tượng của Tourmaline. Thì đây. Đây là một cái tượng Ajida ha quý vị ha. Chất liệu là đá Tourmaline và quý vị có thể thấy là nhìn rất là sáng, rất là đẹp ha quý vị ha. Để em phóng to lên. Quý vị thấy đẹp không? Đây là miếng Tourmaline ha quý vị ha. Và chúng ta sẽ chiêm ngưỡng cái tinh thể của Tourmaline ở dạng tinh thể ha quý vị ha. Đó. Thường là tinh thể Tourmaline á, như quý vị thấy nè, đen thui, sọc thì dọc so với cạnh và không có ăn đèn ha quý vị ha. Ở đây là những cái tượng của chúng ta ăn đèn nè. Đó, đây là tinh thể Tourmaline. Đó, quý vị thấy không? Nó ở rất là nhiều hình dáng quý vị ha, tam giác rồi hình tròn rồi này nọ. Và chúng ta có hai tượng, hai cái tượng ngài A Di Đà. Đây là cách người ta phân, cách người ta tách màu hả quý vị ha. Như cái tượng này thì quý vị có thể thấy là cái nét đẹp của tự nhiên ở hai bên này trong, và ở giữa, phần giữa đen, không ăn đèn. Thì thợ của chúng ta chế tác bằng cách là tách màu ra, lấy cái phần đen làm ngài A Di Đà, còn cái phần còn lại thì cho làm cái riền lửa xung quanh hả quý vị ha. Hai tượng rất là đẹp hả quý vị ha. Chất liệu là tinh thể Tourmaline, hoàn toàn là thiên nhiên. Rồi, cho qua một bên. Và kế đến là chúng ta có tượng Ruby Phi, rồng ôm trâu hả quý vị ha. Đó. Ruby Phi hả quý vị ha, Ruby 5 Phi. Và quý vị lưu ý một điều rằng là những cái tượng Ruby Phi như thế này, khi mà có những cái phần đen hoặc phần trắng như thế này lẹm quá nhiều thì giá nó không có cao hả quý vị ha. Và tượng của chúng ta cũng thế, giá cũng êm êm à. Vì khi mà có những cái xanh như thế này, đen như thế này và trắng như thế này thì cái tượng Ruby Phi giá nó không cao. Và bên chúng ta cũng như thế. Ở đây là em chia sẻ để chúng ta có thể hiểu về chất lượng kèm theo giá ha quý vị ha. Rồi, tượng rồng này cho qua luôn. Kế đến là chúng ta có một cái tượng rồng ôm trâu, cũng bằng cái tượng này thì bằng cẩm thạch ha quý vị ha. Được tạc hai mặt luôn. Và có vân xanh lý cũng như là xanh táo ha quý vị ha. Chưa tới lý táo đâu. Vân xanh lý thôi. Đấy. Tượng rồng quấn châu hả quý vị ha, rất là đẹp luôn.
vẫy vây chân đồ này nọ hả vậy ha, đuôi đồ rất là ok. Thì ở đây là em muốn chia sẻ với quý vị để chúng ta có thể hiểu tinh thể tourmaline mài ra rồi bóc tách, về cái phần bóc tách, kỹ thuật bóc tách màu của các thợ chế tác, kết hợp giữa cái đẹp của thiên nhiên và cái đẹp của người chế tác để cho ra những cái sản phẩm khá là ok ha quý vị ha. Rồi thì bây giờ chúng ta đến với cái hàng quên rồi, hàng tourmaline mài giác quý vị ạ. Vâng, thì như nãy giờ thì quý vị có thể thấy là LNG chia sẻ về những cái tượng và những cái tinh thể đá tourmaline hả quý vị ha, để chúng ta có thể hiểu rõ về đá. Và bây giờ thì chúng ta đến với tourmaline màu. Thì nói về cái dòng đá tourmaline màu này, thì như quý vị thấy những cái viên đá mà chúng ta đang đeo trên tay mà dòng đá tourmaline màu sáng, sập và to thì hầu như nó đều là hàng tourmaline được nhập từ nước ngoài về. Vì căn bản là tuy rằng là trời thương Việt Nam chúng ta, Lục Yên, Yên Bái cũng có dòng tourmaline màu, thậm chí là có những cái phôi rất là to, một lạng, hai lạng, ba lạng có luôn hả quý vị ha, thậm chí là 4-5 lạng cũng có luôn đó. Nhưng mà cái dòng tourmaline ở Việt Nam chúng ta thì nó chỉ đạt ở mức độ là đặt tượng hoặc là mài láng, còn về sự tinh khiết để mà mài giác á, thì nó không có nhiều đó. Chỉ có hàng ở nước ngoài thôi quý vị ạ. Mà hàng nước ngoài thì cũng hên xui hả quý vị ha, không phải 10 viên là sạch hết 10 viên đó. Thì ở video này là LNG muốn chia sẻ đến quý vị rằng là để mà sở hữu một cái con tụt nó cũng không phải là chuyện đơn giản hả quý vị ha. Đây, ví dụ như là cái lô hàng tụt trước mắt của chúng ta đây thì LNG sẽ phóng to ra. Đó, phóng to ra để quý vị có thể hình dung nè. Đây, viên này ví dụ như viên này đây, nó vừa là màu xanh dương ha, vừa là màu xanh lá. Nhưng mà hầu như những cái viên này thì quý vị có thể thấy là bên trong của viên đá nè, em kiếm viên nào sáng sáng này. Đây, quý vị sẽ thấy là nó sẽ có gân sớ hả quý vị ha. Đây, viên này dễ hình dung nhất nè. Đó, nó như vậy nó không có được trong hả quý vị ha, để chúng ta có thể mài ra được một cái hộp nhẫn thiệt là to, thiệt là sáng. To sáng thì nó ví dụ như nó như vậy đi. Trời, cái này nhỏ mà cũng không được to sáng nữa, trời trời, buồn thiệt chứ. Ở đây đi, đó, quý vị nhìn đi, sáng nè, sạch nè, nhưng mà giờ em phóng nhỏ lại hả quý vị ha, để quý vị có thể hình dung, đó, nó bé tí tẹo thế này đây, làm sao mà chúng ta sở hữu được những cái viên to. Đó là lý do tại sao có một số anh chị khi mà chúng ta chưa tìm hiểu về đá và chưa biết nhiều về đá, chúng ta đòi những cái viên như là 10 CT, 20 CT rồi vân vân các kiểu. Nhưng mà đá nó không có giống như là đá nó không giống như là thủy tinh quý vị ạ. Khó có viên để sạch để mà chúng ta mài to hả quý vị ha. Nó hình ra hầu như những viên to tại sao quý vị thấy lại giá trị cao. Đó. Đây là tổng thể cái lô hàng của LNG nè quý vị thấy không? Viên nào cũng có mây rạng rồi nọ nên thành ra là chất lọc dữ lắm á, thì sẽ có được một số phôi mày được hả quý vị ha. Ví dụ như viên này là bỏ khúc này rồi nè, chỉ cần lấy được khúc chút xíu này thôi đó. Và hàng của chúng ta thì quý vị có thể thấy là thô rất là nhiều ha, và bỏ phí rất là nhiều luôn đó. Và thì bây giờ em LNG xin mời quý vị chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng những cái viên đá chúng ta vừa mài ra hả quý vị ha. Đó, những em tụt thiệt là đẹp, thiệt là gắt hả quý vị ha. LNG xin chào quý vị, để đăng ký kênh chúng ta vào YouTube, sau đó gõ đá phong thủy LNG và đăng ký kênh rồi bật chuông thông báo để đón nhận tất cả những cái video chia sẻ kiến thức về đá như là chế tác đá, lựa chọn đá, rồi phân biệt đá và phong thủy, với tất cả những cái video hữu ích mang đến cho chúng ta một cái kiến thức nho nhỏ. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh, đừng quên like và chia sẻ ủng hộ kênh quý vị nhé. Trước mắt chúng ta là một cái viên tourmaline màu xanh hả quý vị ha. Màu này thì được xem như là màu của mệnh mộc, nó màu xanh lá quý vị ạ. Thì cái viên này thì sao nó không lấy nét hả trời. Cái viên này như quý vị thấy thì thích thì LNG sẽ sửa lại cho quý vị ha. Giá tầng vậy là thua rồi.
Tại vì hàng này thường là người ta sẽ mài giác tầng, nhưng mà AMG thấy giác tầng vậy là thua rồi, để AMG dọn lại cái giác của nó. Cái lỗi của nó là nằm ở tầng thứ tầng kế tim đáy nè. Tầng kế tim đáy ok nè, tầng này nó hơi nằm nè quý vị. Thành ra nó sẽ mất lửa. Đó, nó mất lửa bên hông đó, quý vị sẽ thấy ngón tay em thấy không? Ở giữa không thấy nè, ở bên hông không thấy nè, thấy ngay đó nè. Ok. Sửa lại giác bên này. Quý vị thấy đã không? Đó. Một bên tột nữa nè. Thì đợt này chúng ta có nhiều hàng xanh lá cũng như là nhiều hàng màu hồng nữa vậy ha. Ủa vì nãy giờ để em lao một cái quý vị ạ. Mà nãy giờ quý vị thấy là hàng của chúng ta là hàng lựa ra những cái con đá thô thật là sạch để cho ra những cái viên tút mà linh khá là chất lượng hả vậy ha. Đó. Viên này quý vị biết tại sao đen hai đầu không? Tại vì cái chỗ này bị túm vô nè, chỗ này bị túm vô nè. Thường á là tút mà linh á đừng có túm vô nhiều quá, hơi hơi thôi thì nó sẽ được sáng nguyên con ha. Còn mà túm vô như thế thì em chắc chắn với quý vị luôn, lúc nào cũng sẽ bị đen hai cái đầu đó, chắc chắn 100% luôn ha. Con này là do mày tào lao thư đá của em rồi quý vị ơi. Kế đến là một cái viên bicolor tourmaline xanh hai màu. Đó. Đẹp chưa quý vị ơi, đẹp chưa? Phóng to ra để chúng ta kiểm tra về chất ha, cũng như là độ sắc nét của viên tụt malin của chúng ta. Quá ư là đẹp không vậy ha. Và kèm theo đó là những cái em màu hồng, như em này thì cũng hai màu luôn nè. Quý vị sẽ thấy ha, một màu trắng và một màu hồng luôn. Cái điện thoại hôm nay em quay điện thoại mới đó quý vị, nó cứ lấy nét rồi không lấy nét. Đấy. Thì qua cái bóng sáng này quý vị có thể thấy là viên đá chúng ta bị lỗi ha, lỗi nhẹ đâu đây nè, đó lỗi mặt á. Không sao, đá của bên AMG á thì như quý vị cũng biết rằng là sản phẩm của chúng ta từ đá cho đến trang sức đều được bảo dưỡng 60 năm. Vì thế khi mà quý vị chốt đơn hay là quý vị xài sử dụng đồ này nọ, viên đá và nhẫn và trang sức của chúng ta có bất kỳ cái vấn đề gì thì chúng ta sẽ được AMG hỗ trợ ha quý vị ha. Hỗ trợ về đá và trang sức cho chúng ta, chứ không phải là mua viên đá về rồi thấy lỗi cái là báo lại bên bán là bên bán đòi đổi ha, hộp này đòi đổi hộp kia hả vậy ha, không hề ha. Wow, viên này cũng vậy quý vị ơi, màu hồng và màu cam ha, ôi quá tuyệt vời luôn. Viên này dành cho các chị nào mà chúng ta mệnh thổ ha. Đúng rồi, mệnh thổ, bởi vì trên viên đá có cả hỏa và thổ ha. Mà trong phong thủy thì hỏa sinh thổ nè, viên tút mà linh hai màu quá chát luôn, hỏa sinh thổ. Thì các chị em nào mà cái ngón tay của chúng ta, cái lóng tay nó dài á, xài viên đá này lên nhẫn dọc như thế này nè, thì sẽ khiến cho bàn tay chúng ta nhìn nó trở nên thon thả hơn, nó thon hơn, bởi vì cái hộp nó dọc nó nằm theo tay hiểu vậy ha, nhìn tay chúng ta nó sẽ thon thả hơn. Này hỏa sinh thổ này quý vị ơi. Kế đến là một viên tụt ma linh nữa, viên này lao lại dơ quá. Rất ư là đẹp.
Và trong lô này thì chúng ta còn có thêm đó, sau đó nữa là ba cái giọt nước Tutmalin. Thì quý anh chị, các quý chị thì có thể là chúng ta nhà có ba chị em thì quất ba giọt nước ha, làm ba cái mặt dây chuyền rất là xinh, hoặc là ba cái mặt nhẫn rất là xinh ha, bộ đi theo bộ luôn. Và đây là những cái lô Tutmalin của chúng ta mới mài ra. Và ngày hôm nay thì LNG có lên thêm một lô nữa, đó là cái lô berry vàng quý vị ạ. Đây là cái dòng berry vàng. Và theo tổng thể thì quý vị thấy chỉ có viên này là ok nè. Còn 1, 2, 3, 4 viên này thì quý vị có thể thấy là ở giữa nó màu đen đúng không ạ? Thì chắc chắn là 100% là 4 viên này bị thiếu đáy. Và đây là lỗi do bên thợ mài giữ sát quý vị ha. Em sẽ sửa lại và đưa nó về cái kỹ thuật làm sao cho đủ dáng, đủ giác và đủ khối để cho cái viên đá nó trở nên đẹp hơn. Thì đây là cái dòng berry quý vị ha, berry vàng, hàng chuẩn thiên nhiên luôn đó. Chúng ta có 4 viên berry vàng thiên nhiên. Quý anh chị nào chúng ta thích thì chúng ta có thể inbox ha, LNG. Rồi thì LNG xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video sau ạ. Quên, còn nữa chứ. Đây, chúng ta còn hàng Tutmalin đen vừa mới mài ra luôn. Và cái lô này là cái lô di công mà lô này lô đáng nói nè. Đây là một cái lô di công mà LNG đã cho mài để hỗ trợ cái lắc tay mà vừa rồi LNG có nói với quý vị là có một em trai đặt một cái lắc tay với mấy chục viên di công hả vậy ha, như thế này và Garnet. Thì bây giờ á họ không thích cái do quá trình mà kim hoàng đóng chấu á vậy, đóng mạnh tay thì nứt hộp. Thì vấn đề đó đáng lẽ là em sẽ tính bên kim hoàng, nhưng mà có cái là kim hoàng chúng ta được LNG hỗ trợ và sự hỗ trợ nhuần nhuyễn giữa bên kim hoàng và LNG thì LNG sẵn sàng bỏ đá ra, chúng ta đâu thiếu đá đâu, bỏ đá ra hỗ trợ kim hoàng để mà hoàn thành cái lắc tay cho vị khách đó. Bởi vì đá và trang sức đều được bảo dưỡng 60 năm rồi, nên thành ra là LNG đã cho mài ra và hỗ trợ hả vị ha. Và chắc chắn là những cái viên di công ở đây sẽ rất là đẹp. Và hầu như là viên nào cũng như viên nấy hả quý vị ha, một viên như 10 luôn. Bé bé thôi nhưng mà một viên như 10 hả quý vị ha, chắc chắn quý vị như thế luôn. Bây giờ em sẽ sắp cái ống này lên để cho chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng về cái sự hỗ trợ và sự tuyệt vời của đá bên LNG hả quý vị ha. Đây là những viên đá của chúng ta nè, quý vị có thể thấy là chiều ngang 3, chiều dài 5 hả quý vị ha, đều tăm tắp và lửa rất là rực luôn đó. Và em sẽ đưa qua bên kim hoàng để hỗ trợ. Thì lên video này là để cho kim hoàng họ có một cái đồng kiểm với em luôn hả quý vị ha, họ sẽ thấy là đá của chúng ta mài rất là sạch và rất là đều hả quý vị ha, cạnh kiết đồ này nọ vẫn là ok hả quý vị ha, không bị mẻ cạnh, không bị bong chóc và đá hoàn toàn là thiên nhiên, bao giám định bất kỳ trung tâm nào luôn. Không phải thiên nhiên á, một viên em đền 10 tỷ đó, bao nhiêu điên cứ tính tới. Rồi ok, qua cái lô silicon chúng ta đến với cái lô Tutmalin đen hả quý vị ha. Wow, vì có một số anh chị em bên kim hoàng cũng như là một số khách hàng thì quý anh chị mới biết đến đá, thì có thể là chúng ta thấy những cái viên đá mà mài vô sai như thế mà nghĩ ở đá thiên nhiên thì không được mấy người chơi như thế đâu hả quý vị ha. Chỉ có những anh chị nào mà như em mình đi họ nhiều thô thì họ mới dám chơi như thế với quý vị, vô sai hả quý vị ha, rất là hao đá, rất là hao đá mà tiền công mài cũng rất là cao nữa. Và đây là những cái viên Tutmalin đen của chúng ta đây quý vị ạ, đen lây lấy luôn, rất là đẹp. Và chiều nay là khách sẽ qua chốt hai viên hả quý vị ha, hai viên oval và hai viên vuông, và ở đây chúng ta có tổng là 5 viên.
Rồi thì em mình xin chào quý anh chị và hẹn gặp lại quý anh chị ở video sau với nhiều sản phẩm hơn, nhiều sự lựa chọn hơn quý vị ha. Còn bây giờ là đây. 5 chiếc nhẫn Mỹ. 5 chiếc nhẫn Mỹ đã hoàn thành. Từ phía khách hàng của chúng ta gửi sang quý vị ha. Đã hoàn thành, đã hoàn thiện tốt rồi. Rồi một lần nữa em xin chào và hẹn gặp lại quý vị ạ.